Thưa quý vị, sau chuyến thăm và làm việc tại huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đoàn công tác Thành phố Hồ Chí Minh đã vượt qua quãng đường 115 hải lý, có mặt tại trạm radar 595, trung đoàn 551, vùng 5 hải quân trên đảo Hòn Khoai thuộc huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Tình cảm của nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã giúp các cán bộ chiến sĩ thêm sức mạnh về tinh thần, vững vàng làm tốt nhiệm vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Phóng viên HTV ghi nhận từ chuyến đi. Trạm radar 595 có nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quan sát, phát hiện, báo cáo mục tiêu, quản lý và nắm chắc tình hình trên biển, bảo đảm quan sát, phát hiện, thông báo, báo cáo kịp thời tình hình khu vực biển Hòn Khoai. Dù khó khăn nhưng các cán bộ chiến sĩ nơi đây luôn quyết tâm đoàn kết vì Tổ quốc Việt Nam. Tôi đi nghĩa vụ được 15 tháng và công tác tại đảo Hòn Khoai này là được 9 tháng. Lúc mới đầu ra thì cuộc sống trên đảo này cũng khó khăn nhưng cũng được trạm trưởng, chiến trị viên và các anh trên trạm cũng động viên. Tôi cũng cảm thấy rất là vinh hạnh vì được các đơn vị, được các cấp trên về đây thăm hỏi, động viên, tiếp sức để cho tôi có tinh thần làm việc tốt hơn để hoàn thành nhiệm vụ. Trong năm 2022 và 9 tháng năm 2023, trạm quan sát phát hiện được hàng chục ngàn mục tiêu các loại, nhất là các tàu chiến đấu của nước ngoài đi qua vùng biển về sở chỉ huy các cấp xử trí đúng quy định. Nêu cao tinh thần tự giác, quyết tâm, luôn cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được sao, đặc biệt là nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, biển đảo, tây nam của Tổ quốc. Thì nhân dịp chuyến công tác của đoàn ra thăm, động viên các lực lượng trên đảo Hòn Khoai, không có gì hơn thì xin được gửi lời cảm ơn đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh, một lời cảm ơn chân thành nhất, chúc đoàn công tác của chúng ta là thành công tốt đẹp. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh luôn hướng về đồng bào, cán bộ, chiến sĩ nơi đầu sóng ngọn gió với tình cảm trân trọng, thân thương nhất, nỗ lực để cùng với các địa phương trong cả nước làm tốt hơn nữa trách nhiệm của mình, hướng về biển đảo, hướng về đồng bào, cán bộ, chiến sĩ nơi đầu sóng ngọn gió.